Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin hôm nay. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến về việc đóng góp ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều đóng góp vào dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức, tài chính, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Hội đồng Y khoa Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Hội đồng Y khoa Quốc gia đóng vai trò trong việc xây dựng khung năng lực đánh giá các chức danh, tiêu chuẩn nguồn nhân lực của ngành y tế. Các tiêu chuẩn đánh giá này được thống nhất trên toàn quốc. Được công nhận là huyện nông thôn mới từ năm 2020, huyện Ân Thi tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Giai đoạn 2021-2023, huyện Ân Thi đã huy động gần 1.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Ân Thi có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, toàn huyện có 13 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã tập trung tối đa nguồn lực thực hiện các tiêu chí hộ nghèo, giáo dục, quy hoạch văn hóa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, tăng cường phối hợp với ngành chuyên môn, rà soát thực hiện tiêu chí, tập trung nguồn lực cho các xã có khả năng về đích trong đợt 1. Nhằm ngăn chặn tội phạm đường phố có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, Công an huyện Kim Động đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường trấn áp. Theo tổng hợp của Công an huyện Kim Động, trong 2 năm 2022 và 2023, trên địa bàn huyện đã xảy ra 24 vụ gây rối trật tự công cộng liên quan đến thanh thiếu niên với trên 40 đối tượng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 12 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, phát hiện với số tiền trên 60 triệu đồng. Trước tình hình trên, Công an huyện đã phối hợp với chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, lực lượng Công an huyện đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với cảm hóa, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ đối với số thanh thiếu niên hư. Đặc biệt, chính quyền và Công an các xã thị trấn đã tổ chức rà soát, tổ chức ký cam kết với gần 200 cơ sở sản xuất hàn xì trên địa bàn. Trong đó có nội dung không hàn hung khí, dao, mã tấu, nhất là đối với đối tượng thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, Công an các địa phương cũng chủ động tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra nhân dân để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước đáng chú ý. Liên quan tới vụ việc người đàn ông ở thành phố Vinh, Nghệ An cầm mũ bảo hiểm đập nát kính ô tô của một phụ nữ, cơ quan chức năng đã xác định người này là cán bộ hải quan. Trưa ngày 14 tháng 3, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập phá cửa kính ô tô của người phụ nữ sau va chạm giao thông xảy ra ở thành phố Vinh được cho là cán bộ hải quan Nghệ An. Danh tính người đàn ông được xác định là PHB, sinh năm 1984, đang công tác tại chi cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan Nghệ An. Cục hải quan Nghệ An cho biết đang xử lý sự việc theo quy định của pháp luật. Trước đó vào sáng ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, người đàn ông điều khiển xe máy có va chạm với ô tô hiệu Toyota Vios. Xe máy ngã xuống đường. Ngay sau đó, người đàn ông đi xe máy đã dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính ô tô Vios rồi ném mũ bảo hiểm vào trong xe. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế hôm qua cho biết, năm 2024, tình hình bệnh dại tiếp tục gia tăng đột biến. Tính riêng 2 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên tổng đàn chó mèo còn thấp. Công tác quản lý đàn chó mèo còn hạn chế, bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được. Để chủ động phòng chống bệnh dại, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp như tiêm vaccine phòng dại đầy đủ cho vật nuôi theo khuyến cáo. Nuôi chó phải xích nhốt, khi ra đường phải mang dọa mõm, không đùa nghịch, chọc phá chó mèo. Khi bị chó mèo cắn cần nhanh chóng sơ cứu, rồi đến cơ sở y tế để khám tư vấn và tiêm vaccine phòng dại huyết thanh kháng dại. Tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ thầy lang chữa trị. Trước thực trạng thời gian qua, các cuộc gọi rác, tin nhắn rác vẫn còn diễn ra với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, di động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và xử lý.
Bộ yêu cầu các đơn vị hoàn thành đối soát chuẩn hóa thông tin thuê bao của 125 triệu thuê bao đang hoạt động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó đã xử lý 17 triệu thuê bao có thông tin thuê bao chưa trùng khớp với thông tin và 10 triệu thuê bao thuộc tập sử dụng một giấy tờ tùy thân để đứng tên hơn 10 SIM, góp phần ngăn chặn tình trạng phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Ngoài ra, mỗi tháng các doanh nghiệp viễn thông đã chặn khoảng 50 triệu tin nhắn rác, 50.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Thưa quý vị và các bạn, sau dịp cao điểm Tết Nguyên đán, thị trường vận tải, đặc biệt là hàng không và ngành đường sắt đang ở giai đoạn thấp điểm. Giá vé máy bay và tàu ở giai đoạn này đang đồng loạt giảm giá. Theo ghi nhận, giá vé khứ hồi chặng bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh các ngày cuối tuần từ 15 đến 17 tháng 3 giảm 30 đến 45%, thậm chí chỉ bằng một nửa so với thời điểm kể từ tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024, dao động từ 3,2 đến 4,5 triệu đồng một vé. Theo dự báo, mặt bằng giá vé máy bay nội địa còn tiếp tục giảm thêm từ tuần đầu tháng 4 cho đến trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Không chỉ giá vé máy bay, giá vé tàu Thống Nhất giảm đến 30% trong dịp thấp điểm 2024 khi mua xa ngày đi tàu. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 13 tháng 3, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu ByteDance, công ty mẹ của TikTok, buộc phải thoái vốn quyền sở hữu ứng dụng này, nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Điều luật nêu trên đã được thông qua với tỷ lệ áp đảo 352 phiếu thuận và 65 phiếu chống. Cụ thể, dự luật yêu cầu công ty ByteDance phải có các biện pháp để từ bỏ quyền kiểm soát ứng dụng TikTok trong vòng 180 ngày. Nếu không, ứng dụng này sẽ bị cấm cửa tại các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google tại Mỹ. Mặc dù vậy, dự luật này có thể vẫn phải đối mặt với triển vọng chưa chắc chắn tại Thượng viện, khi một số thượng nghị sĩ ủng hộ một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn việc phản ứng quyết liệt với một ứng dụng phổ biến có tới 170 triệu người dùng tại Mỹ. Tuần trước, Nhà Trắng cũng tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sẵn sàng ký ban hành thành luật nếu dự luật này được Quốc hội thông qua. Dự luật có tên bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát, cho phép Tổng thống cấm các ứng dụng nếu được cho là nguy hại tới an ninh quốc gia. Hôm 13 tháng 3, Thái Lan đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm Ngày Voi Quốc gia. Một trong những sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách là đại tiệc trái cây dành cho 70 thực khách voi tại một vườn thực vật. Đây cũng là dịp để kêu gọi những nỗ lực phối hợp để cứu và bảo vệ môi trường sống của voi. Đại tiệc được tổ chức tại Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok 85 km. Những thực khách voi được thỏa thích thưởng thức 10 tấn trái cây và rau củ. Ngoài ra còn có các nghi lễ truyền thống do các nhà sư chủ trì. Các tình nguyện viên và du khách quốc tế rất hào hứng tham gia sự kiện này. Voi được coi là niềm tự hào và bản sắc văn hóa của đất nước Thái Lan. Ngày voi quốc gia ở Thái Lan là dịp để nâng cao nhận thức của công chúng về các nỗ lực bảo vệ môi trường sống của voi, chấm dứt sử dụng voi cho các buổi biểu diễn và cứu voi phục vụ du lịch. Thái Lan hiện có khoảng 3.800 con voi đã được thuần hóa và còn sót lại trong các khu bảo tồn động vật hoang dã trên khắp đất nước. Hy Lạp đang nỗ lực cải tiến nghi lễ thắp đuốc truyền thống bằng nhiều hình thức mới. Tại lễ thắp đuốc Olympic Paris 2024 diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tới ở Thánh địa Olympia cổ đại, một nữ tư tế cấp cao sẽ xuất hiện trong trang phục được thiết kế lại và trong nền nhạc sôi động mới mẻ. Trong nghi lễ truyền thống, nữ diễn viên Marimina lần đầu tiên vào vai nữ tư tế cao cấp sẽ dùng một chiếc gương parabol và tia nắng mặt trời để đốt cháy ngọn đuốc. Trang phục mà Mina và các nữ tư tế mặc sẽ có hai tông màu đen và trắng, khác hoàn toàn trang phục đơn sắc trắng hoặc xanh nhạt trước đây. Sau nghi lễ thắp sáng truyền thống, Mina sẽ truyền ngọn lửa cho người cầm đuốc đầu tiên, đó là nhà vô địch chèo thuyền Olympic Stefanos Boukos ở rìa sân vận động Olympic cổ đại, đánh dấu việc bắt đầu chặng chạy tiếp sức kéo dài 11 ngày tại Hy Lạp. Ngọn lửa sau đó sẽ được trao cho ban tổ chức Olympic Paris ở Athens vào ngày 26 tháng 4, trước khi tạm dừng chân một đêm tại Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Hy Lạp, và ngày hôm sau sẽ khởi hành đến Pháp trên thuyền buồm Belem. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.